Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ trưa nay, ngày 30 tháng 4 của kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, sáng nay tại quảng trường trước hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, đại lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã được diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi với trời tạnh giáo, không mưa. Đến dự lễ còn có các đại diện tầng lớp nhân dân, đại diện các đoàn khách quốc tế, các cơ quan ngoại giao tại thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan thông tấn báo chí. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, tại thành phố Hồ Chí Minh còn diễn ra nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác. Và trong 3 ngày tới, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ nói chung sẽ không gây cản trở cho quý vị đến tham gia các hoạt động này. Tuy nhiên, do nhiệt độ vào giữa trưa khá cao, dao động từ 31 cho tới 34 độ tại Tây Nguyên và từ 33 cho tới 36 độ tại Nam Bộ, nên quý vị cần lưu ý bổ sung nước đầy đủ và mang các vật dụng che nắng cần thiết để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Đến chiều tối, những cơn mưa rông xuất hiện sẽ phần nào so dịu cái oi nóng vào ban ngày, song nó cũng tiềm ẩn rất nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây ra nhiều thiệt hại về người và của đối với người dân. Trạng thái khô giáo, nắng nhiều cũng là thời tiết chủ đạo của các tỉnh Bắc Bộ trong 3 ngày tới, đặc biệt là trong ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 5, do vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng hoạt động mạnh dần và mở rộng. Do vậy, nền nhiệt độ tại đây dự báo sẽ nâng lên ở mức là từ 33 cho tới 36 độ, có nơi còn đạt mức nhiệt là 37 độ. Vào chiều tối và đêm, mưa rông cục bộ vẫn tiếp tục xuất hiện, Tuy nhiên, lượng mưa không nhiều và cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến những kế hoạch của quý vị và các bạn trong những ngày nghỉ lễ. Đối với khu vực trung bộ, chiều nay mưa vẫn tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh từ Thanh Hóa vào tới Quảng Trị với lượng mưa không nhiều. Sang những ngày đầu tháng 5, sự phát triển của vùng thấp nóng phía tây khiến cho nắng cũng xuất hiện nhiều hơn vào ban ngày và nhiệt độ tăng lên ở mức là từ 33 cho tới 36 độ trên toàn miền, tiết trời oi nóng. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong 3 ngày tới. Phía Tây Bắc Bộ, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 5, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33 cho tới 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới trời phổ biến mây thay đổi không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thay đổi từ 32 cho tới 36 độ. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong ngày tới trời nắng vẫn xuất hiện nhiều, khiến cho nhiều nơi còn đạt mức nắng nóng, đặc biệt là trong ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 5. Chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 33 cho tới 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 3, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất ban trưa có thể đạt mức là 36 độ. Khu vực Tây Nguyên từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 5 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông ở một vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 cho tới 34 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày mùng 1 tháng 5 mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thay đổi trong khoảng từ 32 cho tới 36 độ. Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 5 mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất ban trưa tăng lên ở ngưỡng là từ 33 cho tới 36 độ. Tại thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới trời phổ biến mây thay đổi, không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thay đổi từ 32 cho tới 35 độ. Trên biển 3 ngày tới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trời phổ biến tạnh giáo, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió hoạt động yếu dưới cấp 5. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, thời tiết cũng ủng hộ các hoạt động ra khơi đánh bắt thủy hải sản của bà con ngư dân khi sóng biển thấp, trời tạnh giáo, không mưa và tầm nhìn xa thông thoáng. Bản tin dự báo thời tiết 12 giờ trưa ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.